Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với cái content Swipe Builder. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một đội tuyển quốc gia rất là đặc biệt. Đây là một đội tuyển quốc gia mang rất là nhiều cầu thủ chất lượng trong cái đội hình. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện nhận tất cả những cầu thủ còn thiếu trong cái kế hoạch của mình xây dựng team. Và sẽ cùng mọi người xây dựng cái đội hình của đội tuyển quốc gia Brazil, cùng với rất là nhiều cầu thủ huyền thoại này, với những cầu thủ ngôi sao đang thi đấu trong cái đội hình này. Và đây cũng là một cái đội hình rất là tâm huyết của mình, cho nên mình sẽ thực hiện việc mua tất cả những cầu thủ tốt nhất có thể trong cái tầm khả năng của mình, cũng như là xây dựng đội bóng vàng xanh này với cái đội hình đẹp mắt nhất có thể nha. Và chắc chắn là với 11 cầu thủ trong team thì sẽ còn thiếu sót rất là nhiều cầu thủ khác với những cái phiên bản Brighton cũng như là những phiên bản huyền thoại khác. Và đây là chỉ là một trong những cái version đó thôi. Mình sẽ chọn ra 11 cầu thủ tốt nhất cho cái formation mình đã lựa chọn. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện việc mua những cầu thủ còn lại trong cái team chính ngày hôm nay. Và mình cũng sẽ thực hiện bán luôn cầu thủ Thibaut Courtois mới có thể đủ số coin có thể thực hiện được cái Swap Builder ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện tiếp tục việc mua những cầu thủ còn lại. Với những cầu thủ này thì giá trị cũng khá là cao này, như là Casemiro này. Cầu thủ này với cái giá trị là hơn 26 triệu coin. Và mọi người sẽ cùng chờ xem là tổng giá trị đội hình Brazil của mình trong ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu. Và cũng như mình chia sẻ rất là nhiều lần trước đó thì anh em mình đang trong một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Đây là cái sự kiện World Cup 4 năm mới có một lần. Và đây cũng là một cái sự kiện hiếm hoi mà những cầu thủ có thể thi đấu trong cái màu áo đội tuyển quốc gia của mình. Nên mình sẽ cố gắng để thực hiện tất cả những cái đội tuyển quốc gia với những cầu thủ ngôi sao này. Trước đó thì mình đã thực hiện đội tuyển quốc gia Đan Mạch rồi. Và lần này thì mình trở lại với đội tuyển quốc gia vàng xanh là Brazil. Và trong thời gian sắp tới thì ví dụ như đội tuyển Croatia này cũng là một cái đội tuyển quốc gia rất là ấn tượng. Cũng như là đội tuyển Morocco và những cái đội tuyển như là đội tuyển Anh, cũng như là đội hình của Bồ Đào Nha mà anh em đang thấy trên video của tất cả mọi người. Mình sẽ cố gắng làm trong tất cả những cái khả năng mình có nha. Bồ Đào Nha là một cái đội tuyển cũng rất là tuyệt vời. Mình cũng hy vọng là anh em xem video sẽ thích được cái content Swap Builder về đội tuyển quốc gia này. Và đừng quên là ủng hộ mình bằng một cái nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để có thêm nhiều động lực làm những cái video kiểu như thế này trên kênh của mình trong thời gian sắp tới nha. Bây giờ thì mình bắt đầu cái công việc xây dựng cái đội hình của đội tuyển quốc gia Brazil trong cái video ngày hôm nay với cái formation là 3-4-3 Diamond. Đây cũng là cái sơ đồ tốt nhất cho những cầu thủ Brazil hiện có với bộ đội tấn công cánh rất là chất lượng và giàu tốc độ. Đó là Ronaldinho cùng với đó là huyền thoại Jairzinho, cầu thủ mà mình cũng vừa làm review. Và sau khi xây dựng xong 11 cầu thủ trong cái đội hình chính thì mình sẽ chuyển cái mốc rank cho cầu thủ duy nhất cần được chuyển mốc rank trong cái slot ngày hôm nay. Đó là cầu thủ Rivaldo, một cầu thủ với OVR 99. Đây cũng là một cái phiên bản event icon trước đó này. Và đây là đội tuyển Brazil sau khi hoàn thiện của mình. Anh em đánh giá như thế nào về cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của cái quả đội hình này? Anh em nhớ đưa ra cái phần chấm điểm cũng như là cái phần nhận xét cho cái đội tuyển Brazil trong ngày hôm nay của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của 11 cầu thủ đá chính trong ngày hôm nay. Trong vị trí khung thành sẽ là Alisson Becker chắc chắn rồi, với cái skill phản xạ và cầu thủ này với cái overall được up lên 109 rồi. Và đây cũng là hình ảnh mới nhất của Alisson khi tham dự World Cup vừa rồi, với cái chỉ số cũng rất là khủng nè, thể hình là cao 1m91. Và sở hữu một skill ẩn, đó là ném bóng xa, một skill ẩn cũng khá là tốt cho vị trí thủ thành. Và bộ ba trung vệ đứng trước mặt Alisson Becker sẽ là Marquinhos. Với cái vị trí này thì Marquinhos sở hữu cái skill boot marking, OVR gốc là 105 và chỉ số cũng khá là tốt, tốc độ lên tới 125 nữa. Và stamina của cầu thủ này cũng khá là cao, lên tới 9 cục, skill boot sẽ là 3/5 sao. Và thể hình là 1m83 và có cả đánh đầu mạnh nè. Cùng với đó là một cái skill nữa, đó là team player. Cầu thủ này với hình ảnh cũng rất là chất lượng. Đây cũng là một cái hình ảnh mới nhất của Marquinhos. Bên cạnh Marquinhos thì chắc chắn là trung vệ đội trưởng Thiago Silva rồi. Đây là cái quả thẻ rất là đẹp của Thiago Silva, một trong những cái quả thẻ mà mang cái câu lạc bộ Chelsea thì rất là khó mua, nhưng mà với cái quốc tịch này thì cầu thủ OVR 101 với cái giá trị chỉ là dưới 5 triệu coin thôi. Và với thể hình cũng là 1m83 và có khá là nhiều skill ẩn này, với hình ảnh rất là dữ tợn của Thiago Silva. Và cầu thủ cuối cùng trong hàng hậu vệ sẽ là Alessandro. Đây là cầu thủ với vị trí LB, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kéo cầu thủ này vào vị trí trung vệ. Alessandro sở hữu cái skill boost sẽ là Creation và thể hình là 1m8. Cầu thủ này với skill move là 4/5 sao và sở hữu một skill ẩn, đó là dắt bóng nhanh. Trên cái hàng tiền vệ, vị trí đầu tiên LM sẽ là Rivaldo. Cầu thủ này với skill boost là Coulter, với cái OVR được up lên là 103 thì cầu thủ này với bộ chỉ số cũng khá là ổn này, hai chân đều thuận. Chân trái sẽ là 5 vạch và chân phải sẽ là 4 vạch. Stamina là 9 cục cùng với đó là skill move 4/5 sao. Thể hình của cầu thủ này khá là ấn tượng, cao tới 1m86 và có 4 skill ẩn. Mặc dù đã xuất hiện từ khá là lâu với OVR chỉ là 99, nhưng mà bộ chỉ số hiện tại của Rivaldo nhìn cũng khá là cao anh em ạ.
Ở vị trí CDM đó là Casemiro, cầu thủ này với cái vị trí chính thức là CM, với sức bụi là Long Basin. Nhưng mà mình thấy thì với chỉ số này thì Casemiro rất là phù hợp với vị trí CDM nữa. Với 4 skill ẩn cùng với đó là thể hình rất là tuyệt vời cho vị trí này, cao tới 1m85 và chỉ là skill move 3/5 sao thôi, rất là giống cái phiên bản trước đó của Casemiro. Ở vị trí CAM thì chắc chắn là không thể thiếu nhà trưởng Neymar Junior rồi, với skill move là Crippling. Cầu thủ ngôi sao này thì cũng đã được mình vừa làm review trên kênh rồi, nếu mà anh em chưa xem vẫn có thể tìm xem lại video đó nha. Với 6 skill ẩn và thể hình là 1m75 anh em ạ. Cầu thủ này thì cũng có một trận rất là tỏa sáng trong trận đối đầu với Croatia, nhưng đáng tiếc là Brazil lại bị loại rất là tức tưởi với một màn đấu súng cùng Croatia. Ở vị trí RM thì chúng ta sẽ có Rafinha. Đây cũng là một cầu thủ khá là lắc léo nè, với skill move là Agility, over the gốc là 102. Và cầu thủ này với skill move và stamina bộ chân rất là đẹp, 4 skill ẩn và thể hình là 1m76. Một red sẽ là 2/2. Vị trí chính thức của cầu thủ này là tiền đạo cánh phải, nhưng sẽ được kéo về vị trí RM. Và bộ ba tấn công trong ngày hôm nay sẽ là Jairzinho với vị trí tiền đạo cánh phải. Cầu thủ này thì vừa được làm review và chắc chắn là cũng khá là nhiều anh em đã xem được cái video này rồi. Một cầu thủ rất là chất lượng ở vị trí này, cũng như là cái khả năng thi đấu rất là ấn tượng này. Thể hình của huyền thoại này là cao 1m73 và với skill move là ball control. Và vị trí ST trong cái squad leader của Brazil chắc chắn sẽ là Richarlison, cầu thủ tới thời điểm hiện tại sở hữu một siêu phẩm rất là đẹp và cũng là một trong những cầu thủ có phong độ khá là tốt của Silicao hiện tại. Với 4 skill ẩn và thể hình là cao 1m81 với bộ chân 5-5 và cầu thủ này với skill move là Shorting, một skill move rất là phù hợp cho vị trí ST. Và vị trí cuối cùng đó chính là ảo thuật gia Ronaldinho với skill move là Speed và vị trí là tiền đạo cánh trái với thể hình là 1m8. Cùng với đó là 3 skill ẩn, cầu thủ này thì mình chưa làm review nè, mình sẽ để dành sau một thời gian nữa nha, vì hiện tại khá là bận với những cầu thủ, rất là nhiều cầu thủ còn đang chờ đợi. Với chỉ số rất là khủng nè, bộ chân 5-5 nè, skill move là Madbin. Đây chắc chắn là một cầu thủ rất là đáng trông đợi cho cái trận đấu sắp tới. Và bây giờ thì anh em mình sẽ tới những cái bước cài đặt cuối cùng trước khi bước vào cái trận đấu duy nhất cho cái squad builder của Silicao ngày hôm nay. Và xem video đến đây á, thì anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình. Anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì cứ nhắn với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi mình. Chúc tất cả mọi người đang xem video này có cái khoảng thời gian giải trí vui vẻ nhất có thể nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Và đối thủ của mình ở trận đấu này đó là đội tuyển quốc gia Morocco, một đội tuyển hiện tại đang là ngựa ô của cái giải đấu World Cup đang diễn ra. Và khi mình edit cái video này thì đội tuyển Morocco vẫn chưa ra sân đối đầu cùng đội tuyển Pháp, không biết là Morocco hoặc là Pháp sẽ đối đầu cùng Argentina trong cái trận chung kết của World Cup mùa giải 2022 này. Và mình vẫn có một cái cảm giác là Morocco sẽ vượt qua Pháp bằng một cái cách nào đó. Bây giờ thì trận đấu của mình sẽ chính thức được bắt đầu. Maroc sẽ đối đầu cùng đội tuyển Brazil và anh bạn đã thả một cái nút khá là bất ngờ. Trong đội hình của anh bạn đội tuyển Maroc thì có cả Ronaldo phiên bản 106 nữa nè. Đây là Rudiger này, có cả Kevin De Bruyne phiên bản Ultimate Team Season, một phiên bản cũng khá là cũ rồi. Đây sẽ là một tình huống đưa bóng về. Tiếp tục là pha tấn công Ronaldinho, pha cầm bóng khá là lắc léo của ảo thuật gia Ronaldinho. Đây là Richarlison, để xem Brazil hoặc là Maroc sẽ giành chiến thắng cuối cùng ở trận đấu này. Đây là pha xử lý bóng đầu tiên của Neymar Junior và đó đã là bàn thắng rồi. Anh bạn tiếp tục thả một cái kênh bất ngờ cho cái pha xử lý vừa rồi. Một pha phối hợp cực kỳ ăn ý giữa Richarlison cùng với đó là người đội trưởng Neymar Junior này mà. Và đây là điều ăn mừng, một điều nhảy samba của Neymar. Một pha xử lý mà rất là hiểu ý đồng đội của Richarlison. Và pha bắt vô lê như thế này của Neymar thì chắc chắn là sẽ không có cơ hội dành cho thủ thành rồi. Bàn thắng đến từ khá là sớm ở phút thứ 10 của trận đấu thôi. Đây tiếp tục là Pulisic, bóng đến vị trí của Bervoy, không thành công rồi. Đây là Rivaldo, liên tiếp là những pha tranh chấp khá là quyết liệt ở giữa sân. Bóng lại hướng về vị trí của Ronaldinho, những pha xử lý bóng rất là dễ dàng khi đối đầu của Dumfries. Một pha treo bóng vào bên trong. Lần này thì Koulibaly đã có một tình huống đánh đầu không chiến để phá bóng rất là an toàn. Đây là sẽ là một tình huống phát bóng lên. Đứng trong vị trí khung thành của đối thủ sẽ là cầu thủ Nick Pope anh ạ. Vừa rồi là một tình huống bật cao đánh đầu cũng khá là tốt của Casemiro. Đây là bóng hướng tới vị trí của Dumfries, lại không thành công rồi. Bộ đôi tiền vệ cánh là Rivaldo cùng với Ronaldinho đang có những phút giây khá là thăng hoa và phối hợp cực kỳ ăn ý cùng nhau. Đã có một tình huống va chạm rồi. Và một người bị va chạm đó là cầu thủ Jairzinho. Sẽ là một tình huống đá phạt của Rafinha. Tình huống treo bóng đến vị trí của Jairzinho lại không thành công rồi. Đây là Rivaldo và cầm bóng khá là ngọt của Rivaldo với thể hình 1m86 này. Liên tiếp là những pha xử lý bóng rất là đẹp mắt của Rivaldo.
Đáng tiếc là pha xử lý cuối cùng lại không tạo được bàn thắng cho tiền vệ người Brazil này. Rất là tuyệt vời với pha xử lý trước đó. Đây rồi, Ronaldo. Một pha xử lý bóng cực kỳ khéo léo của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Đây là Bờ Vai đã cố tình phối hợp cùng Ronaldo cho cái tình huống vừa rồi nữa. Tiếp tục là pha cầm bóng của Bờ Vai, rất là khó. Và đây rồi, cơ hội dành cho Bờ Hiu, lại không thành công rồi. Hàng hậu vệ của mình đang tỏ ra khá là chắc chắn cho những cái tình huống phòng ngự vừa rồi. Tiếp tục là pha tranh chấp giữa Richarlison và hàng phòng ngự của đội bạn và sẽ là một tình huống đá phạt. Và với cái khoảng cách như thế này thì rất là khó để có thể tạo được bàn thắng đấy ạ. Đây là Ronaldinho, không thành công rồi. Bóng đang thuộc về quyền kiểm soát của Kevin De Bruyne, đây sẽ là một tình huống phản công, không vượt qua được Marquinhos, rất là khó. Mà còn Alonso, tiếp tục là Kevin De Bruyne. Đấy rồi, De Bruyne không kịp thời gian rồi. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc là hiệp thi đấu đầu tiên. Một góc máy quay rất là ấn tượng, có rất là nhiều cổ động viên của Morocco đang xem trận đấu này. Một bầu không khí mang đậm phong cách World Cup của Qatar này ạ. Và tiếp tục bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Đây là Pulisic, bóng đến vị trí của Ronaldo, không vượt qua được Casemiro rồi. Đây là Neymar Julio, và cầm bóng khá là lắc léo của Neymar. Đây rồi, Ronaldinho, pha chạy chỗ ấn tượng của Neymar. Và đây rồi, một cơ hội đổi mặt. Pha soạt bóng thì chắc chắn là cũng không thể ngăn cản được pha làm bàn của Neymar rồi. Một pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp của Neymar, nâng tỷ số lên 2-0. Và ở cái góc máy quay này thì có rất là nhiều cổ động viên của Maroc đang xem điệu nhảy samba của Neymar sau khi nâng tỷ số này mà. Với một điều ăn mừng rất là ấn tượng, và với cái pha vào bóng của Koulibaly cũng rất là nguy hiểm. Tỷ số đã là 2-0 ở phút thứ 52 của trận đấu. Maroc có vẻ như đang bị lép vế khá là nhiều khi đối đầu cùng Brazil. Tiếp tục là Bờ Hiu, và cầm bóng của Bờ Hiu lại không vượt qua được Rivaldo. Một pha mở cánh rất là thoáng dành cho Ronaldinho. Một pha phối hợp cực kỳ ăn ý giữa bộ đội huyền thoại của Brazil. Và tiếp tục là một tình huống phạm lỗi. Đây sẽ là một cái góc đá phạt rất là phù hợp để có thể treo bóng vào bên trong. Đây là Rivaldo. Một pha treo bóng đến cột xa Alessandro lại không thành công. Đây là Jairzinho đối đầu cùng Rudiger. Pha cầm bóng khá là khéo léo của Jairzinho. Cuối cùng lại không vượt qua được Marco Alonso. Đây là Pulisic. Một tình huống phản công rất là nhanh. Ronaldo. Đấy rồi, cơ hội. Bờ Vai. Pha cầm bóng và xử lý cũng khá là khéo. Nhưng sau đó là một tình huống chuyền bóng khá là mất tập trung của Bờ Hiu. Rất là đáng tiếc cho cái pha phản công vừa rồi của đối thủ. Đã có một pha xoay người rất là tốt của Ronaldinho khi loại bỏ được Dumfries. Đây là cơ hội dành cho Rivaldo. Cú dứt điểm của Rivaldo đã có thể chiến thắng được Big Four lần thứ 3 đây ạ. Và Koulibaly đã có một tình huống phòng ngự thật sự không chắc chắn cho lắm cho cái tình huống dứt điểm này của Rivaldo. Anh em có thể xem lại cái bàn thắng này. Rivaldo đã có một tình huống xử lý rất là tốt. Và sau đó là cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cách biệt rất là an toàn. Và đối thủ cũng đã rơi khỏi cuộc chơi rồi đây ạ. Ngay từ phút thứ 70 của trận đấu thôi. Đây được xem là một tình huống vỡ trận của Maroc khi đối đầu cùng Brazil nha. Không biết là tối nay lúc 2 giờ thì Maroc sẽ đối đầu cùng đội tuyển Pháp như thế nào. Nhưng hiện tại thì Maroc trong trận đấu này đã thật sự vỡ trận rồi. Đây là Dumfries, không vượt qua được Rivaldo, cùng với đó là Ronaldinho. Bộ đôi tiền vệ cánh đang có một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa nữa. Đó là Rivaldo cùng với Ronaldinho. Tiếp tục là Richarlison, và cầm bóng khá là khéo của Richarlison. Đây là Rafinha, và cầm bóng và xử lý bóng cá nhân của cầu thủ Rafinha. Cố gắng tạo bàn thắng cho Rafinha, lại không thành công nữa. Một pha xử lý bóng rất là tốt của Rafinha, đáng tiếc là thiếu một chút may mắn thôi. Đây là tình huống cướp bóng rất là nhanh của Casemiro. Cầu thủ người Brazil đang thể hiện khá là tốt ở vị trí tiền vệ trụ của mình. Tiếp tục là cầu thủ Bờ Hiu, bóng đến vị trí của Kevin De Bruyne. Anh bạn này thi đấu với cái sơ đồ là 3 trung vệ nè, với sơ đồ là 5-2-2-1 nha. Đấy rồi, Ronaldo, cơ hội. Kevin De Bruyne lại đưa bóng đi ra ngoài với một cú đối mặt cái nữa. Rất là đáng tiếc với cái tình huống xử lý vừa rồi, và David Beckham được tung vào sân. Với đây là một cái chế độ auto đổi người rồi, và không có một cơ hội chạm bóng nào cho David Beckham cả. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc lại trận đấu giữa Brazil đối đầu cùng Maroc rồi. Một chiến thắng cách biệt 3-0 khi đối đầu cùng Maroc với một góc khán đài đỏ rực với cổ động viên của Maroc luôn nè. Một góc khán đài cũng như là một cái sân đấu rất là tuyệt vời, rất là hoành tráng cho trận đấu này. Đây được xem là một trận đấu bán kết giữa Brazil và Maroc nha. Một trận đấu mà Brazil đã rất là dễ dàng để có thể hạ gục Maroc với cú đúp bàn thắng của Neymar, và bàn thắng còn lại là thuộc về Rivaldo. Một ngôi sao gánh team rất là chất lượng của Silicao vẫn là Neymar Junior thôi nè. Với tỷ lệ chuyền chính xác chỉ là 71%, kiểm soát bóng là 52%, nhưng đem về cái mặt kết quả ngoài sự mong đợi với chiến thắng 3-0. Và với trận đấu này cũng đã khép lại cái soạn bí đơ về đội hình đội tuyển Brazil ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì anh em có thể ngắm lại cái đội hình này một lần nữa, và anh em cũng đừng quên là đưa ra cái phần chấm điểm và phần cảm nhận cho đội hình này.
Và anh em có những cái yêu cầu nào về cái đội tuyển tiếp theo thì anh em có thể comment vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video tiếp theo trên kênh. For the first time I've got hope. I don't ever want